Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình AD bên thế giới laser đèn bay phòng nha. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái đèn ngân hà V5 nha. Như mình đã review rồi, mọi người có thấy rồi nha. Đế rời và đèn có thể là xoay tròn, mình có thể là đặt ở vị trí mọi góc nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính là sẽ làm thế nào để sử dụng. Mọi người thấy cho bên mình ở đây là cái remote của nó, cái điều khiển nhá. Mình sẽ hướng dẫn sử dụng ở trên cái remote này trước và sau đó là sẽ ở trên cây đèn này. Mọi người để ý cho mình đây là cái nút mở nguồn của nó nhá, nút bóng đèn này, mọi người để ý nút tay phải này. Sẽ là mở đèn nhá. Mọi người để ý cho mình là đèn này có tích pin nhá và mình không có cần sạc, mình đã sạc đủ thời gian của nó rồi, mình có thể sử dụng 5 tới 7 tiếng liên tục cơ. Nên mình bây giờ là mình sẽ test, mình sẽ không cần cắm sạc nữa. Đó mọi người thấy. Tiếp tới cái nút có điện thoại và cái nút wifi ở trên này là mọi người sẽ là bấm vào đây để kết nối wifi nhá. Mình tí cái nút này mình sẽ quay lại để bấm với mọi người. Tiếp tới là cái nút qua bài này hoặc là trở lại gì đó. Loa tăng giảm âm lượng trên cây đèn. Cái mặt đằng trước mọi người nhìn cái mặt vòng này không? Nó sẽ là cách chỉnh sao mọi người nhìn nhá. Mây có thể là chỉnh, sẽ có thể là chậm đi hoặc là đứng yên đó. Đó. Đấy, mọi người thấy nhá. Theo mình là mình vẫn cứ để ở chế độ số 1 là mây chạy và trong khi đó sao di chuyển là chế độ đẹp nhất nhá. Cái đến nhạc ở đây mọi người chú ý này, cái nhạc ở đây nó sẽ là cảm biến nhạc. Bấm mọi người gõ nhẹ cái đèn. Đó, rất là nhạy luôn. Tiếp tới là cái nút mode. Nút mode đây là mình có thể tùy chọn là chỉnh mây hoặc chỉnh sao theo màu của anh em. Ví dụ như là mình có thể chỉnh chỉ sao không thôi, chạy mỗi sao không, lớp sao quay màng, mọi người chú ý nhìn chi tiết cho mình. Lớp sao là 7 màng nha mọi người. Đó, thay đổi ánh sao từ dưới lên trên. Mình sẽ theo một cái vòng tròn tại vì nó là thấu kính màng mọi người nhá, thấu kính màng sao, nó làm màng sao quay vòng luôn, nó không như dòng V2 hay V3, nó là sao chỉ có một chấm thôi. Còn của V5 nó sẽ là sao của nó thấu kính của nó bằng thấu kính nhá. Cho nên màng sao của mọi người thay đổi rất là nhiều luôn. Bấm chất nút mod đây để thay đổi mây chạy không này, mình chọn mây màu nào này. Đó. Khi mà nó mất đi thì mình lại bấm lại. Nó sẽ lên. Cái nút mọi người để ý cho mình là cái nút min là 60 phút kết nối điện thoại này, là mình kết nối về điện thoại là 60 phút, tức là sau 1 tiếng thì đèn nó sẽ tắt cái kết nối tự động wifi này đi. Và ở bên đây cũng có thể, mình coi như là mình hẹn giờ đó, 60 phút sẽ tự tắt, bên này cũng có thể. Tiếp tới bây giờ mình sẽ đến chỗ cây đèn nhá. Mọi người chú ý cho mình đúng vào cây đèn nhá. Màu sao thì rất là đẹp rồi. Bây giờ mình ở trên cây đèn này, nếu mà mình muốn tắt hay muốn mở thì mình phải bấm liền nha mọi người. Đây, bấm. Đó, mình phải bấm liền. Mọi người chú ý cho mình tiếp hai cái nút này thì nó cũng sẽ là như kiểu là chọn mây chạy hình thức là chậm tạm dừng đó, hoặc sao đứng yên ạ. Đấy mọi người bấm thôi. Đấy, kiểu như thế. Ở dưới này nó sẽ là chạy chậm này, đứng yên. Đó. Hai cái nút này thì không có gì nào, mình cứ để về chế độ on kênh như mọi người. Mình cứ bấm như thế nào để cho nó về chạy đủ hết làn mây của nó thì nó sẽ đẹp hơn. Ở dưới đây nút nhạc thì mình sẽ bấm nó là cảm biến nhá. Mọi người chú ý tiếp nút wifi cuối cùng cho mình này, kết nối với điện thoại là mình phải bấm liền nhá. Bluetooth mode. Như ở trên cái điều khiển vừa xong mình cũng đã nói rồi đó, mình sẽ bấm liền cái nút wifi này. Power off. Đó, mình bấm thì nó sẽ có tiếng kêu ở trong loa, nó sẽ phát lên nhá. Power off tức là loa nó tắt rồi. Bluetooth mode. Đấy. Nó có chữ nút tu đấy, nó sẽ kết nối wifi nha anh em. Mình sẽ kết nối và bây giờ là test loa cho mọi người. Hiện tại thì mình đã có kết nối ở trong đây rồi. Mình đã kết nối với cây đèn rồi. Đây, mọi người đã kết nối này. Mình đã kết nối với cây đèn sẵn rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho mọi người test âm của cây đèn nhá. Đây mình đang nhảy test loa. Mình chờ một tí. Mình sẽ bấm cảm biến nhạc cho mọi người hoặc là trên cây đèn đều được nhá. Mình không bấm hết.
test là mình để này một nấc để cho anh em test thì cho nó mình sẽ giữ loa và giữ trên đèn luôn, mình có thể công dụng làm hai luôn nhá. Mọi người để ý tiếp cho mình nhá, là ở trong này là mình sẽ có thể là mình tắt cái đèn này đi nhưng loa mình vẫn để được nhá, nó là bóc tách riêng giữa loa và đèn nhá. Đây mình sẽ tắt. Đó, mình đã tắt đèn đi rồi, trong khi đó loa vẫn chạy. Anh em nếu mà có muốn tắt đi thì mình sẽ bấm kết thúc ở trên đây luôn. Mình sẽ bóc tách riêng. Đó, mình sẽ phải bấm đi để nó tắt. Hai cái này nó sẽ không liên quan tới nhau nha. Mình có thể là mở loa được riêng và mình cũng có thể là mở đèn được riêng, hai cái riêng nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Mọi người nhớ subscribe cho bên mình một shop nha. Chi tiết mua đèn thì mình đã có để link ở bên dưới và bên mình hoạt động và quản lý là hai bếp là Thế Giới Laser đèn bay phòng hoặc là Blaze Shop đèn bay phòng. Mình có ghim link rồi nha, mọi người có muốn mua đèn hoặc là mua loa hoặc là máy chiếu thì là mọi người là bấm link xuống dưới nha, hoặc là số điện thoại mình đã ghim ở đó nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.